Hello, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình làm cái clip này review về một cái rương vận vận may tổng hợp. Đây là cách để làm sao để kiếm được rương vận may tổng hợp. Theo kinh đây là một cái lần đầu tiên may mắn mình đã nhận được cái rương vận may tổng hợp này. Rồi cái đơn giản làm sao mà bạn để nhận được? Thì các bạn cứ việc chế tạo ngày nào cũng được hết, chế tạo trong cái phần mà giao dịch được á đó. Đó là mấy bạn sẽ có cơ hội. Hình như là tỷ lệ là theo mình biết thì mình chế từ để mình tính đây hình như là khoảng 20 lần, như vậy là tỷ lệ là khoảng 1 trên 20 lần đó. Các bạn tính đi. Tức là bạn chế 20 lần bạn sẽ có cơ hội bạn nhận được được cái gương đó. Này là mình đã tính rồi nha, là mình nhớ mình chế từ lá xương bạc rồi đá biến đổi xương bạc rồi gỗ tuyệt tác nữa. Và hôm nay mình đi học về rồi mình mở vô mình thấy đây có nó trước khi nhận ở đây á, nó sẽ có hiện một cái dòng như đây nè, đó cái dòng sòn xanh đỏ đây nè, cái trên này nè, nằm này nè, không phải hiện này mà nằm bên đây nè, đó là mấy bạn sẽ thấy là mấy bạn sẽ nhận được cái gương và mình nhận được 6 gương. Và bây giờ trong cái 6 gương này bạn sẽ mở bằng cái gì đấy? Linh thạch, quyền thạch, linh đơn, tiên đơn. Rồi mấy bạn muốn mở sao, mở bằng gì? Theo dân tình trên mạng thì kêu nói là mở bằng tiên đơn thì auto sẽ được 650 won, mà 100 viên tiên đơn bây giờ bao nhiêu? 900 won, 1k won, mở giờ 650 lỗ rồi. Bởi vậy bây giờ mình sẽ không mua và mình sẽ để dành đủ linh đơn, linh thạch, quyền thạch gì đó. Mình sẽ mở hết 4 gương này bằng 4 loại khác nhau sẽ auto như thế nào. Và các bạn sẽ và mình sẽ làm clip này sau khi mình đầy đủ đủ nguyên liệu và mình sẽ up lên sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình và mong các bạn phải like và comment những gì thắc mắc và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.